Alo bà con à, cái ampere kẹp này mua lâu rồi nhưng mà giờ mới quay được. Giá khoảng 110 ngàn là cái ampere kẹp không nên mua nè. Cái ampere kèm quan trọng là để đo dòng mà lại kẹp. Tức là mình không có tháo thiết bị rồi nó an toàn. Ưu điểm của cái là kẹp dòng là như vậy. Thành ra tự nhiên mình mua ampere kèm về là quan trọng nhất là chức năng đo kẹp của nó. Chứ còn chức năng đo vol, chức năng nào khác không có ý nghĩa gì hết. Còn chức năng mà để NCV để phát hiện cái đó thật chứ dùng cái pin rưỡi á. Cái von rưỡi mà mình làm cũng được nữa. Bọn mình mua cái đó chắc 10 ngàn, 5 ngàn chứ không có. Không cần phải mua cái VOM đi làm cái chuyện đó. Mua cái ampere kèm là để đo dòng thôi. Thấy nhiều bạn từ là mua về để trên tay hộp rồi. Rồi số bạn bán hàng, đa số những bạn bán hàng cũng vậy. Vô toàn đo cho không. Mà cái quan trọng nhất của ampere kèm là đo dòng nhỏ. Dòng nhỏ là nó mới nhảy. Chứ dòng lớn thì nó dễ ẹt thôi. Như cái dòng này đó, cái đồ mà 120 ngàn nó đâu có đo được. 110 ngàn không đo được. Còn đây là cái đồ này là 650, đo cũng không chính xác nữa.